Chào mừng anh em đến với Bonsai và Nghệ thuật Nam Định. Anh em có thể nhìn thấy trên màn hình là một cốt 8 tầng rất lớn, rất khủng mà chúng tôi muốn giới thiệu đến anh em. Xin chào tất cả anh em yêu cây trên toàn quốc nha. Vâng, anh em có thể nhìn thấy trên màn hình là một cái phôi 8 tầng khá lớn mới được anh Khanh đưa về nhà vườn của mình. Anh em nhìn thấy rằng Giang Béo không phải là một người nhỏ nhắn gì. Nhưng mà sợ anh em cứ sợ mà từ phôi 8 tầng này quá nhỏ bé. Và tôi có đề nghị anh Khanh đứng lên để giới thiệu về cái phôi 8 tầng của anh em này. Anh rất tâm đắc. Nhưng mà anh Khanh cái này không giới thiệu anh em biết đây là cái 8 tầng đúng không? Có sự ngại ngùng và cũng nhờ Giang Béo giới thiệu. Cái này đưa về luôn đi. Anh Khanh có thể nhìn thấy đây, cành cút của cây 8 tầng này rất lớn. Và như Giang Béo chia sẻ là có thể chơi trốn tìm được. Anh em có thể nhìn thấy trên màn hình cây đã bắt đầu có những cái mầm đầu tiên với cây rất to khủng. Anh coi như này, đây là cái điểm mà Giang Béo thấy rất đẹp, cái điểm giá trị luôn. Đây, nhăn nhau hết cả lên này. Con này giờ nó có cút rồi đấy. Đầy đủ rồi, những cút này giống như đầy đủ rồi. Dã man nhỉ. Em đứng đây cửa ngắm rồi em như thế nào? Trông thích quá nhỉ. Cây này không biết là anh em mình chưa tốn tiền thế này được nhỉ? Được. Mấy ngày hôm nay ở Nam Định trời mưa rầm rề, cho nên là cái phôi 8 tầng này bật mầm rất nhanh và ra thì anh em nhìn thấy giống nước mưa nhiều, cho nên cái màu nó không trắng như anh em vẫn nhìn thấy. Với lại anh Khanh Bò đã che cái bút to như này rồi, phôi 8 tầng dựng lên là xong đây này. Cho nên là nó có cái màu nếu mà cận vào thì anh em có thể thấy cái độ sun trụ, có thể thấy cái dấu hiệu năm tháng ở trên phôi cây này. Đây rồi, người nghệ sĩ thì người chơi cây chỉ cần chơi cây to to này thôi. Bệ rất lớn và như Giang Béo và anh vừa to vừa già chia sẻ. Lời nào thì vậy? Chứ kiểu là lâu lắm nhìn thấy cái cây to đẹp này đúng không? Ghê không có anh trời. Đẹp quá. Con này xứng đáng gọi là gấu rồi. Gọi là gấu đấy. Tay cành rất to, tay gấu. Kinh thật. Anh em đã ăn bánh khúc nóng ở Nam Định chưa? Rất là ngon. Nếu về Nam Định thì anh em có này trồng bao nhiêu ngày đấy nhỉ? Bánh khúc nóng rồi bánh mì bật đê. Xin lỗi anh em vì đã chia sẻ về một phôi cây mà lại lang thang sang ẩm thực. Anh em nhớ để ý cái già, cây già bắn lọc lên nó nổ lên. Thường là hay ăn vặt. Khi bật lọc phát là có u luôn. Tại sao anh em thích chơi cây già là cái lý do này? Giang Béo là phát hiện được điều vậy. Cây non thì làm gì có cái chuyện nó lên mậm u như này được, đây nhìn không? Mãi cây to nó lên cứ mọc mầm lên u. Tại sao anh em rất thích chơi cây già như vậy? Cái kia nó khó nhìn đúng không? Nên anh em phân tích anh em hiểu đây này.
khi nó sưng mắt nó bắt đầu nó lên u luôn này, anh nhìn thấy không? Đấy, nó ra bằng hạt ngô rồi này. Mà khi cái mầm to thì nó u như nào? Đây là đặc điểm của cây già. Đây là điểm cây già, anh em thích rất thích chơi là như vậy. Nó mọc mầm nó lên u đấy. Nhưng mà cây non nó... Đúng rồi. Cây non thì làm sao nổi cục? Riêng cây non nó không bao giờ lên mầm nó cục như này được. Nó cũng có, nhưng cũng hơi gồ gồ, nhưng đây là cây già này. Lên phát là có mụn luôn này. Đây, anh em nhìn thấy chưa? Đấy, sưng mắt là lên mụn luôn. Được đấy. Nhìn quả anh đã thích rồi nhưng lên tận mắt nhìn cũng được. Cũng gọi là quá ok. Đấy, dễ nó hóa chạy. Vâng, chia sẻ của Giang Béo thì cho thấy rằng cái phôi tán tầng này rất già, và khi mà lên mụn thì là lên mầm luôn. Cái câu chia sẻ này tôi chợt nhớ đến hình ảnh con người, những người lớn tuổi càng thọ thì có những cái vết đổi mồi, đúng không ạ? Và cái phôi tán tầng này thì anh em có thể thấy rằng là ngoài cái độ khủng về kích cỡ rồi tay cút thì anh em có thể thấy được cái dấu hiệu thời gian ở trên vỏ cây. Trên màn hình là anh Khanh Bò, anh đang đi lắp lại cái tấm ni lông cũng như là những cái ruột của chân bông để ủ cho cây giữ nước để mọc. Nếu như mà anh em nào đang xem clip yêu mến cái phôi tán tầng này thì hãy liên hệ với nhà vườn Khanh Bò. Có thích không? Ui trời, thích lắm à? Về mà đêm mà còn mong đến ngày mai thì đánh cổ đi, chở cổ về đi, kéo vợ nó bắt tối nó bắt làm ngoài đêm ngủ chứ. Nó đêm về đêm lấy cái về bắt làm đi ngủ sáng ngày thẳng đi ăn lại lớp mười rồi đây sàn mà anh Khanh mới thấy điều đẹp lắm. Lần đầu tiên anh nhìn thấy cái phôi này thì anh thấy thế nào, cái cảm xúc nào? Nói chung là mình đi là mình gặp nhà cũng hết tiền rồi, cũng định là chốt sau về là vay vay thích, đúng mà có lúc có tiền không gặp cái hàng lên mắt này. Bây giờ không có tiền cũng phải đi vay đâu, phải vay cũng cho lận tèo đi học gặp nó ưng ý. Thế là nhìn thấy cái là thích luôn, thích là mê luôn đấy. Coi như bám gì luôn trong ngày hôm đấy là kêu mấy thằng nữa là mình kỹ thuật là đục luôn, xong bắt đầu đục hoàn thiện mạc về tại chỗ. À, đục rồi tại chỗ, đục lên tiếp. Mua xong rồi. Đây, đây chị bảo những như con si nãy như thế này mà bọn em nó phá luôn. Chị bảo dữ liệu thế này mà ai dám mua. Anh em nếu như mà ưng cái phôi tán tầng này thì có thể liên hệ với chúng tôi theo số điện thoại của Mr. Cường ở trên phần mô tả cũng như phần giới thiệu, và chúng tôi sẽ kết nối giúp anh em để đến với cái phôi tán tầng này. Đây chỉ là một phôi cây nhưng với bàn tay tài hoa, với cái trí tưởng tượng của ai yêu cây và đam mê về cây cũng như hiểu biết về nghệ thuật thì chắc chắn rằng sẽ tạo ra một trong những cái tác phẩm, cái cảnh nghệ thuật đẹp, độc đáo và có giá trị rất cao. Bởi vì như anh em đã thấy, rất nhiều những cây cảnh có giá trị tiền tỷ trên thị trường hiện nay đều bắt đầu từ những phôi cây như thế này. Qua bàn tay tạo tác, qua cái trí tưởng tượng, rồi những gì mà nghệ nhân gửi gắm thì cây cảnh sẽ mang một giá trị lớn hơn. Nếu như anh em thực sự yêu mến phôi tán tầng này thì hãy liên hệ với số điện thoại của Mr. Cường ở trên kênh. Và mong anh em hãy ấn subscribe, nhấn like và nhấn chuông thông báo để đón nhận những clip tiếp theo của chúng tôi. Còn bây giờ thì trên màn hình anh em có thể nhìn thấy đó là một cây mộc hương ta. Anh em yêu banh 30 mộc hương, banh 30 thoát thân 50, giá thế nào? Cái này thì nói chung giờ cứ phải tầm 25 củ. Công nhận là ngồi uống nước với cành thì cây này thì quá là ngon rồi. Một cây mộc hương to banh 30 rất thơm. Nếu anh em yêu mến cái cây mộc hương này thì anh em có thể liên hệ với anh Khanh Bò hoặc liên hệ với số điện thoại của Mr. Cường ở trên phần giới thiệu cũng như phần mô tả của video clip, thì chúng tôi sẽ giúp anh em
kết nối với anh khanh bò. Đây là một cây mộc hương ta rất là hiếm có, với phần vanh là 30 và thoát thân là 50. Không phải dễ tìm một cây mộc hương lớn như thế này đâu, mà là mộc hương ta nha anh em nhé. Hy vọng rằng clip vừa rồi sẽ giúp anh em hiểu thêm về cây cảnh của Nam Định. Và với cái tình hình dịch bệnh như thế này thì chúng tôi cũng không thể đi để quay được nhiều clip ở nhiều những nhà vườn khác, mong anh em thông cảm. Trải qua cái tình hình dịch bệnh, khi mà dịch bệnh lắng xuống thì chúng tôi sẽ đi quay clip và có sự xuất hiện của một MC trong chương trình như anh em chờ đợi. Mong anh em thông cảm, hãy ấn subscribe, nhấn like và nhấn chuông thông báo để nhận những video clip mới nhất của chúng tôi. Cảm ơn anh em.